Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Việt Á chưa xét xử Vì sao Tổng Bí Thư đã tìm mọi cách để giải cứu quan tham Đại án Việt Á là một trong những vụ tiêu cực liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất từ trước đến nay Cả với quy mô, tính chất và mức độ phạm tội Đã có hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam Vào ngày 30 tháng 9, Viện Cảnh sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong đại án Việt Á về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phá cửa cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc sai phạm của các bị can trong vụ án này đã gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó nhà nước thiệt hại hơn 402 tỷ đồng, đồng thời số tiền đưa hối lộ là 106 tỷ đồng. Điều này trái ngược với thông tin được đưa ra vào tháng 5 năm 2022. Lúc đó, Trung tướng Tuân Sô trong một cuộc họp báo chính phủ đã công bố số tiền lãi bất chính của công ty Việt Á lên đến hơn 4.000 tỷ đồng và số tiền dùng để biếu xén quan chức lên đến 800 tỷ đồng. Vậy số tiền hối lộ trinh đại cần 700 tỷ đồng đang nằm ở đâu? Khoản tiền đã hối lộ các quan chức xong không bị Bộ Công an truy tố trong vụ án này sẽ sẽ xử lý ra sao hay sẽ bị biến mất bí ẩn. Ngoài ra, dư luận xã hội còn nghi ngờ các quan chức chính phủ bị truy tố trong đại án Việt Á có nhiều dấu hiệu đang được xem xét để giảm án với những lý do khác nhau như thanh khẩn khai báo nộp lại tiền tham nhũng để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác hay gia đình có công với cách mạng, thậm chí chờ chẽn tới mức lấy lý do là lao động chính trong gia đình Đề mà giảm án Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Là một trong sáu quan chức Bị truy tố về tội nhận hối lộ Ông Long bị cáo buộc đã chủ động gợi ý Và nhận số tiền hối lộ Với số tiền cực lớn Lên tới 2,25 triệu đô la Từ công ty Việt Á Cáo buộc ghi nhận ông Nguyễn Thanh Long Đã nộp lại toàn bộ số tiền 2,25 triệu đô la Đồng thời cáo trạng còn ghi nhận thêm Trong quá trình công tác Nguyễn Thanh Long được tặng thưởng huân chương và gia đình Nguyễn Thanh Long là gia đình có công với cách mạng. Không rõ cáo trạng ghi nhận những điều này để làm gì. Công luận đánh giá việc giảm nhẹ hình phạt đối với các cựu quan chức chính phủ trong vụ Việt Á sẽ không chỉ làm mất tính gian đe của pháp luật, mà còn là biểu hiện của sự bao che mang tính hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các quan chức tham nhũng, kể cả việc trước đó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có những chỉ đạo về việc phân loại các nhóm tội phạm trong vụ án Việt Á bao gồm cả nhóm được xếp vào hàng thơ yếu là nhóm không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi do đó không bị truy tố trách nhiệm hình sự các triều đại phong kiến trước đây có câu quân pháp bất vị thần ý nói pháp luật của vua không thiên vị cho bất kỳ ai vậy mà theo đại diện của ban nội chính trung ương giải thích việc xem xét các yếu tố giảm nhẹ là chủ trương nhân văn nhân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc của Đảng. Điều đó cho thấy rất rõ pháp luật ở Việt Nam không được thượng tôn, việc thi hành pháp luật là tùy tiện và theo cảm tính. Cựu bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thành Lòng trong đại dịch Covid-19 với sự vô trách nhiệm cộng với sự tham lam ích kỷ của tuyệt đại đa số các lãnh đạo Đảng trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân là các công dân của việt nam từ bắc đến nam các lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn tham nhũng là cách gọi của từ nhân văn chứ nói đúng ra đó là hành động ăn cắp ăn cướp của lữ lưu mạnh bộ máy nhà nước không nên thu nạp bọn người bất lương này thiếu năng lực còn có thể châm trước chứ thiếu tư cách đạo đức mà được giao nắm giữ trọng trách thì chỉ là kẻ phá hoại mà thôi với loại người lãnh đạo ăn cắp của dân không chừa một thứ gì họ sẽ phá nát đất nước này. Vậy thưa hỏi ông Tổng Bí Thư tìm mọi cách để giải cứu cho bọn quan tham này thoát đội như vậy để làm gì? Hay Tổng Bí Thư có dính líu gì với họ thì mới xử sự nhân văn như thế? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đại án Việt Á chưa xét xử vì sao Tổng Bí Thư tìm mọi cách để giải cứu quan tham. Chùa Ba Vàng thờ tượng đại quan nhà đường để đón Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Chùa Ba Vàng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vốn dĩ đã có rất nhiều việc điều tiếng, nay lại càng điều tiếng hơn. Vào ngày 7 tháng 10, mạng xã hội Việt Nam dấy lên những chỉ trích đối với Chùa Ba Vàng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh ở Quảng Ninh. Lần này, dư luận quan tâm đến việc Chùa Ba Vàng thờ một bức tượng được cho là ông Vũ Hồn, một đại quan nhà đường ở Trung Quốc được cử sang cai trị ở Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Vào năm 2019, ông Thích Trúc Thái Minh bị báo chí phát giác với những điều tra được công bố công khai xác định. Chùa Ba Vàng tổ chức giải vong cho hàng ngàn người, thu về mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lở, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối đại tăng. Đến năm 2022, Chùa Ba Vàng lại gây bão trên mạng xã hội vào dịp lễ Vu Lan. Các hình ảnh và video cho thấy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng các đệ tử liên tục miệt mài đi gom tiền cúng dường của Phật tử. Sau đó, những clip video phản cảm này đã bị chính quyền yêu cầu gỡ khỏi mạng xã hội vì cho rằng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Chùa Ba Vàng bị chỉ trích vì thờ tượng quan nhà đường ở Trung Quốc, kẻ từng cai trị Việt Nam thời Bắc thuộc. Trở lại việc với việc Chúa Ba Vàng và Thích Trúc Thái Minh cho thờ tượng ông Vũ Hồn trong một bức thư ngỏ đề ngày 7 tháng 10, ông Vũ Thế Khôi, đại diện cộng đồng họ Vũ, tức là họ Võ, ở Hà Nội tiết lộ. Tượng Vũ Hồn được nhà sư Thích Trúc Thái Minh cùng ông Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng họ Vũ Việt Nam, đặt tại Chùa Ba Vàng từ hôm 10 tháng 9. Theo bức thư ngỏ, Quốc sử Trung Quốc của Việt Nam ghi Kinh lược Sứ Triều Đường Vũ Hồn năm 843 đã bị quân sĩ dưới quyền nổi dậy đánh đuổi chạy biệt tích về Trung Quốc. Chính sử Việt Nam không viết một chữ nào về thành tích tốt của Vũ Hồn, như khách quan ghi nhận đối với một số quan cai trị khác của người Trung Hoa. Ngược lại, Đại Nam quốc sử diễn ca của danh sĩ Phạm Đình Toái còn viết những quân lại gặp Vũ Hồn thành lâu lửa cháy, dinh đồn quần dèo. Đồng thời, ông Vũ Thế Khôi khẳng định việc chúa ba vàng thờ tượng Vũ Hồn là hành vi vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo và hành vi lợi dụng cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng để ép buộc gây ra sự hiểu lầm bức tượng được cho là ông vũ hồn quan nhà đường trung quốc tại chùa ba vàng không chỉ ông vũ thế khôi mà đa số dân cư mạng cũng đã lên tiếng yêu cầu ông thích trúc thái minh ngay lập tức phải đưa tượng đại quan trung quốc vũ hồn ra khỏi chùa ba vàng theo trang từ nửa bánh khoa toàn thư cho hay Vũ Hồn là quan nhà đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng giữ chức An Nam Kinh Lực Sứ, tức là người cai quản vùng An Nam Đô Hộ Phủ thuộc thời đường, bao gồm từ Hà Tĩnh trở ra Bắc và một phần tỉnh Quảng Tây. Ông Vũ Hồn sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 804 và qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 853. Bên dưới bài đăng về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện có ý kiến cho rằng Trời ạ, thờ cả tướng giặc ngoại bang thì chỉ có Hán Gian hay Thích chúc Thái Minh dựng tượng này để đón ông Tập Cạnh Bình sắp sang Việt Nam để ký hợp tác cộng đồng có trùng vận mệnh giữa hai nước hay có những ý kiến còn nghi ngờ rằng động thái đó là một quỷ kế liên kết với Phật giáo nhằm đồng hóa cũng gần giống như những kẻ đã ngang nhiên đưa tượng Quan Vân Trường và Đền Ngọc Sơn giữa thủ đô Hà Nội thờ cúng cùng với Đức Thánh Trần Hưng Đạo thật ngạo mạn và bỉ ổi từ trước đến nay công luận vẫn cho rằng chú Ba Vàng và Đại Đức thích Trúc Thái Minh liên tiếp dính đến các bê bối về tiền bạc và có những khuất tất về tiền cúng dường của các Phật tử với triết lý kinh doanh kiếm tần bằng mọi giá. Đó là điều hoàn toàn trái với triết lý của nhà Phật. Thích Trúc Thái Minh được giao chức Phó Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9. Tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 8 tháng 3 cho biết việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin nhắc lại, dư luận xã hội lâu nay vẫn cho rằng chủ sở hữu của Chùa Ba Vàng là ba quan chức lãnh đạo cấp cao thuộc hàng tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hùn vốn để kinh doanh tín ngưỡng mà thích trúc Thái Minh chỉ là tấm bình phong. Giờ đây lại phát giác ra việc Chùa Ba Vàng thờ một bức tượng được cho là ông Vũ Hồn, một đại quan nhà đường thời Trung Quốc sự việc gây kinh ngạc này có lẽ sẽ được dư luận quan tâm theo dõi trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chúa Ba Vàng thờ tượng đại quan nhà đường để đón Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa chia sẻ Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa thời báo chấm đề